Gần đây, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn phim do camera hành trình ghi lại cảnh một chiến sĩ cảnh sát giao thông vung gậy làm vỡ chiếc gương ô tô. Theo như nội dung đoạn phim đăng tải, một chiến sĩ cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh yêu cầu tài xế lái xe tấp vào lề, nhưng tài xế không chấp hành hiệu lệnh, đánh võng qua mặt. Lập tức, chiến sĩ cảnh sát giao thông vung cây gậy khiến gương xe ô tô bên trái bị vỡ tan. Sự việc xảy ra trên đường Hồ Tùng Mậu, Hà Nội. Chiếc xe ô tô bán tải mang biển kiểm soát 99C-20016 di chuyển trên đường Hồ Tùng Mậu hướng đi về cầu Diễn. Khi đi tới ngã tư giao với phố Trần Vĩ, đường Lê Đức Thọ, tài xế đã không nghe theo hiệu lệnh của cảnh sát giao thông, cố tình đánh võng, tránh cảnh sát giao thông. Được biết, đây là địa bàn quản lý thực hiện nhiệm vụ kiểm tra và điều tiết giao thông của đội cảnh sát giao thông số 6, phòng cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội. Trước sự việc trên, phóng viên báo điện tử Tầm Nhìn đã liên hệ với đội phó cảnh sát giao thông số 6, thành phố Hà Nội, Trần Quang Trinh để nhằm đảm bảo tính khách quan thông tin. Đại diện lãnh đạo đội cảnh sát giao thông số 6 cho biết, chỉ huy trực hiện hôm đấy đã nắm được sự việc và đã báo cáo lên phòng cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội để có thể thông tin tới cho báo chí. Biểu tượng mới của thành phố tương lai phía Tây Hà Nội. Chuẩn mực và đẳng cấp vượt trội. Vị trí trái tim của đại đô thị thông minh đầu tiên tại Việt Nam. Triết lý sống xanh được thực hiện hóa trên từng không gian sống. Imperial Smart City, Thịnh Bích, Lean Smart, một sản phẩm cao cấp của tập đoàn Big Group. Trước đó, vào ngày 5 tháng 7 năm 2020, cũng liên quan tới đội cảnh sát giao thông số 6, thành phố Hà Nội, về việc chiến sĩ cảnh sát giao thông chạy ra giữa đường, kéo ngã hai người phụ nữ đi xe gắn máy. Ngay sau đó, một người đàn ông áo trắng chứng kiến toàn bộ sự việc đã đứng ra lên tiếng giúp hai người phụ nữ, khiến dư luận bất bình.